Tại sao phụ nữ nhất định phải nỗ lực? 1. Phụ nữ nhất định phải giàu có. Không thể báo hiếu cha mẹ là vô ơn, nhìn thấy con vì tiền mà thiếu sự dạy dỗ đó là vô trách nhiệm. Giàu có để báo hiếu cha mẹ, giàu có để nuôi dạy con cái, giàu có để không làm gánh nặng cho người khác. 2. Cuộc đời sẽ không vì bạn là con gái mà thương hoa tiếc ngọc đâu. Cuộc sống này thật sự rất nghiệt ngã, chúng ta ai cũng chọn sống cho bản thân mình trước tiên, sẽ không ai vì bạn là một cô gái yếu mềm mà nhường nhịn, mà nâng niu. 3. Nếu không may mắn là người có nhan sắc, thì hãy là một cô nàng tài giỏi, thông minh, giàu có, sống một cuộc đời tươi đẹp nhất theo cách mà bản thân muốn. 4. Đừng để những gương mặt gầy gò, lam lũ, phải khép nép trước người khác. Hãy cố gắng để tốc độ thành công của bạn nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ bạn. 5. Khi có tiền rồi bạn sẽ không cần phải vì tiền mà đến bên ai, cũng không phải vì tiền mà rời bỏ bất cứ ai. 6. Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Để gặp được một người như bản thân mong muốn, trước hết bạn phải trở thành cô nàng mà bản thân mình yêu thích, độc lập, tự tin, bản lĩnh. 7. Để thay vì trở thành sự lựa chọn cho một ai đó, thì cố gắng sẽ mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn. Sống thực tế sẽ bớt những tổn thương.